Núi sập ngày 16 tháng 2 năm 1959. Ba là lương văn tráng có mấy lời gửi lại cho con. Ba mươi năm trước con chào đời tại xã Thoại Sơn, khi núi sập vẫn còn nguyên hình dáng. Nay trái núi quê hương bị vỡ ra từng mảnh để người dân tìm phương sạch sống, chớ không còn ai thảnh thơi nằm giống mà nghe tiếng gà trưa lai đồng bông tre. Thịt xương tôi đi nối liền những con đường xứ sở, cũng như con sông đó là huyết quang của quê hương. Nhưng sông có buồn chăng khi đã núi đã mòn, mà nước sông vẫn còn lưng lương cháy mai. Thank you.
lòng đất hoài sơn, ba xe tâm mà gửi nắm xương tàn. Thân thuộc